phụ nữ gốc Việt ở bang Virginia ở Mỹ đã bị truy tố tội giết người sau cái chết của chồng cô cách đây một năm. Theo Sở Cảnh sát hạt Fairfax, Kim Hoàng Phạm LeRoux, 35 tuổi, đã bị truy tố tội giết người cấp độ 2 và đã sử dụng súng gây tội ác. Kết quả điều tra cho thấy gia đình Kim Hoàng xảy ra xung đột dẫn đến việc người phụ nữ giết chồng 33 tuổi. Dẫn lời của Tony Wright, một quan chức cảnh sát của hạt Fairfax cho biết, các thám tử đã phân tích một khẩu súng ngắn cùng với đạn dược tìm thấy ở trong ngôi nhà của gia đình cô, ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Cảnh sát cũng tịch thu máy tính và điện thoại di động. Trong khi đó, các nhà giám định pháp y đã xác định là cái chết của Eric LeRoux là do một vụ giết người. Kim Hoàng đã bị bắt khi vừa rời chỗ làm ở tại Fannie Mae và đã bị tống giam mà không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra. Vài ngày sau khi chồng cô được phát hiện là chết tại nhà riêng ở Vienna, Kim Hoàng đã từng đăng một bức ảnh chiếc huy hiệu cùng các chữ cái đầu tên của người chồng Eric LeRoux lên Facebook và viết thông điệp là mãi mãi trong tim mọi người. Kim, tôi nghe nói về sự mất mát to lớn của bạn. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những gì mà bạn đang trải qua. Gửi tới bạn và gia đình tình yêu và sức mạnh mà tôi có. Tôi hy vọng bạn cảm nhận được sự đồng cảm của mọi người dành cho bạn và con bạn. Thực sự yêu bạn. Đây là thông tin của một người dùng Facebook đã bình luận trên bài đăng của Kim Hoàng. Eric LeRoux, chồng của Kim Hoàng, là một nhà quản lý dự án của công ty kỹ thuật Dewberry và anh lớn lên ở Plattsburgh, New York và hai người đã gặp nhau khi cùng học đại học. Thông qua luật sư thì gia đình của nạn nhân đã gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và luật sư bởi những nỗ lực tìm lại công lý cho Eric và buộc những người gây ra cái chết của con trai họ chịu trách nhiệm. Người Việt Nam qua Mỹ với nhiều lý do, về chính trị, về nghèo, đi bằng nhiều cách vượt biên đường bộ đi hôi. Đi bằng cách nào cũng gian nan và nguy hiểm, 10 phần chết hết 9 phần. Bể tàu, chết biển, hải tặc hiếp, cướp biển, chết đói, chết thả trôi thây ngoài đại dương. Qua tới nước tự do, có số người quên hết những ngày đói khổ linh đênh nơi biển cả, tù đầy, chết chóc, bị đánh đập vô cớ. Bây giờ thì số người may mắn và được đất liền, xứ sở tự do. Họ mong làm giàu cho riêng họ, sống chết mặc bay. Cá nhân không chỉ nghĩ liêm sĩ, ít nếu không nói gì là không quan tâm đến cộng đồng, không giữ thể diện cho chúng dân tộc Việt Nam, để cho người ngoại quốc nhìn mà thiếu sự tôn trọng. Định cư Mỹ, người làm điện tử, bồi bàn, người thì đi cắt cỏ, giao báo chức, kỹ sư, bác sĩ, dân biểu, người giàu, người có tiền mua nhà xe xịn, đi du lịch năm châu, con cái học tập thành công, nhà khu sang trọng an toàn thuộc hai class, nghèo thì ở nhà mướn, nay nhà chỗ này, mai chỗ nọ, con cái học hành dở dang ở khu low class. Nhà nước Mỹ rõ điều đó. Không phân biệt chủng tộc, họ có chương trình Housing Section 8 giúp cho người nghèo, nhà con đông hay là người tuổi già có nhà ở với giá được chính quyền giúp đỡ, trả một phần tiền, hình thức Social Security. Tâm lý con người có 9 thì muốn được 10, sinh lòng giả dối, dã man, khai man, viện đủ điều để được nhà nước cứu xét cấp cho Section 8. Nhiều người hưởng chương trình nhà housing mà trở nên giàu nức vách, cho con đi học ra bác sĩ, kỹ sư, vẫn còn hưởng tình trạng gia đình con đông không đủ ăn để xin lộc của chính phủ nuôi con. Thế gian phàm kín tới mức độ nào cũng có ngày lòi ra ánh sáng, lưới trời lồng lộng. Chuyện thật xảy ra cho một gia đình Việt Nam như sau. Cặp vợ chồng nọ qua Mỹ hơn 10 năm, làm ăn giỏi, có nghề nghiệp đàng hoàng, nhà cho mướn. Ông bà này có biệt tài là khai man đơn tử, qua mặt chính quyền được nhà nước Mỹ xét cấp cho nhà ở. Hàng năm khai thuế giấu giếm income nên còn hưởng tiền Earned Income Credit. Số tiền khổng lồ, số tiền thặng dư đó hai vợ chồng khôn ngoan đưa chui về nước xã hội chủ nghĩa, cất nhà lầu 5-7 người
từng cho người vô gia cư thuê lấy lãi để mà kiếm tiền. Vợ có tiệm cho mướn DVD tiền bỏ túi hàng tháng đều đều trên 5.000 đô la. Chồng thì có shop auto repair tiền thu nhập trên dưới 10.000. Tính xem vợ chồng làm nhà housing, lãnh tiền, trợ cấp, tiền dư thì hơn 10 năm nay biết bao nhiêu mà kể. Trời bất dung gian. Một khách sửa xe cũng là huynh đệ lâu năm đến tiệm khiếu nại. Anh sửa cho tôi bị máy không chạy, nhờ bạn thay máy khác cho tôi. Chủ shop trịnh trọng coi là hóa đơn rồi phì cười. Xe thay máy có hơn 6 tháng tôi không chịu trách nhiệm ông bạn à. Khách bất bình. Anh nói sao? Anh từ chối thay máy khác cho tôi ư? Of course, Mỹ có luật, phải claim chính đáng. Nạn nhân sửa xe dỡ mắt kiếng ra và chùi lấy bình tĩnh, vẫn còn giận dữ. Anh không chút tình cảm với anh em với tôi. Tình cảm là ở trong nhà, ngoài shop business có luật của shop. Ông ngang lắm. Tôi cho anh em trình bày như vậy mà ông vẫn thái độ chủ cả, bossy. Anh em thân thiết từ xứ sở qua đây, bây giờ coi như là chấm dứt. Chủ tiệm vụt tàn thuốc ra khỏi môi, không nhịn còn thách. Thì thưa tôi đi hầu. Xăng đổ vào lửa, khách không còn gì là bạn nữa, ra xe rồ máy ồn ào, phóng tới vẻ tức bực chạy ra khỏi shop một cách lanh lẹ, chớp nhoáng. Không lâu, xe police đậu trước tư gia, ông bà chủ tiệm sửa xe. Hai ba police officer Mỹ xông vào nhà, trình giấy tòa để điều tra lợi tức. Please let me know your income every year. Bà vợ ông chủ shop lập bập, thông dịch viên dịch lại. Đây thưa ông, tờ khai thuế của vợ chồng tôi năm nay đây, ông xem. Cảnh sát hỏi lời nhã nhặn, bao nhiêu đây thôi hả ông bà? Chủ nhà ríu rít. Yes, sir. Cảnh sát hỏi lần nữa, bà khai đúng chứ? Yes, yes. Một cảnh sát khác lịch sự, mời ông bà lên xe. Bà chủ vẫn nãy thái độ trận thượng. No, chúng tôi tội gì? What's wrong? Một cảnh sát kết thúc vấn đề. Xin lỗi, xin ông bà tuân hành. Chúng tôi chỉ làm phận sự, thực hư tòa quyết định. Mấy ông không quyền áp lực với chúng tôi lên xe. Bạn Việt Nam sắp phục cảnh sát, vai theo ba dấu nhân nãy giờ im lặng ra lệnh. Nếu bà không tuân hành, chúng tôi là kẻ thi hành pháp luật, có quyền còng tay bà đưa đến police station. Bà có rõ như thế không? Một người trong đám mặc thường phục mạnh dạn. Tôi nhân viên làm việc tại Housing Section 8, mời bà đến sở tại có việc cần. Người thứ ba trong đám cho biết, tôi nhân danh sở thuế trách nhiệm, audit mời ông bà. Nhân viên công lực gồm các thành phần thuộc tư pháp, hành pháp trong cuộc điều tra hỗn hợp, cuộc thẩm vấn tại cơ quan thẩm quyền cho biên bản điều tra. Ông bà đã cố tình khai man doanh nghiệp lợi tức để trốn thuế, khai tiền hàng năm thấp để được tiêu chuẩn nhà nước cấp housing. Nay Cúc Housing trả tiền bồi thường, lương maximum trội hơn cho phép nên đòi lại số tiền trả đã lãnh bao năm nay. Ông bà Hồng ngày nay thân vô gia cư, vô nghề nghiệp, homeless, ở nhà thuê một phòng cho vợ chồng và bốn đứa con ở. Nghe nói là nhà villa ở Việt Nam bị anh em sang đoạt mất chủ quyền. Vợ chồng luôn medical, không tiền đi bác sĩ, không chữa mắt, mặt cường có cơ đuôi một mắt. Thằng con trai lớn mất học đi lang thang sáng chiều các nơi tiệm bán food to go xin bánh mì ế. Đặc biệt là hai vợ chồng này đi đâu cũng mang vòng tay, không phải vòng 24 carat nữ trang lộng lẫy như trước, mà là vòng sắt đen xì. Là tai hại cho những ai khai gian, sống giả dối, để mà cuối cùng có cái hậu thật là không hay. Ăn ngay, nói thẳng, làm việc phải để mà tránh tù tội, phải thông suốt luật nhân quả, dọn mình sạch sẽ. Nó thật làm đúng, không hổ thẹn với lương tâm ở trong xã hội. Biết đâu khi chúng ta nhắm mắt thì mọi sự đều an bình, suôn sẻ trong cuộc đời của mình. Đúng là ông cha ta vẫn nói, cây nào thì sinh quả đó. Cũng hy vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp đến với tất cả mọi người và luôn phấn đấu cho cái cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn. Hơn 69 triệu tiền trợ cấp xã hội welfare dành cho người nghèo để mà trả tiền nhà, nuôi trẻ nhỏ.
được thấy chi dùng hoặc là rút ra từ những nơi bên ngoài tiểu bang vài năm trở lại đây. Kể cả chục triệu đô la ở Las Vegas, hàng trăm ngàn đô la ở Hawaii và hàng ngàn đô la trong các chuyến đi du thuyền khởi hành từ Miami. Thẻ rút tiền do tiểu bang California cung cấp được dùng ở các khách sạn, cửa hàng, tiệm ăn, máy ATM và những nơi khắp 49 tiểu bang khác, ở cả đảo US Virgin Islands và đảo Guam. Theo dữ kiện của nhật báo Los Angeles Times thu thập được mới đây từ cơ quan xã hội của tiểu bang California, Las Vegas đứng đầu bảng với là 11,8 triệu Mỹ Kim, nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Những người nhận trợ cấp xã hội phải chứng minh rằng là họ không đủ tiền chi cho các nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Một người cha hay người mẹ độc thân nuôi hai con nhỏ phải có lợi tức hàng năm ít hơn là 14.436 Mỹ Kim mới đủ điều kiện để nhận sự trợ giúp tiền mặt này, và sẽ không còn hợp lệ nếu lợi tức vượt quá con số khoảng 20.000 Mỹ Kim. Theo lời của một phát ngôn viên của Bộ Xã hội của tiểu bang California, Lopez, giá vé máy bay khứ hồi từ Los Angeles đi Honolulu kiếm trên Orbit.com, giá vé rẻ nhất cũng là 419 Mỹ Kim. Hơn 80% số tiền trợ cấp trung bình hàng tháng theo chương trình Converse, chương trình welfare chính của tiểu bang. Làm thế nào mà họ có thể đến những nơi như là Hawaii mà vẫn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp? Theo lời của Robert, một điều tra viên cho văn phòng biện lý của quận Fresno, đây là tiền dành cho những nhu cầu thiết yếu để mà sống còn. Số tiền 387.908 Mỹ Kim rút ra ở Hawaii gồm khoảng 1.000 cửa tiệm, chợ và các máy ATM. Trong số này có khoảng là 2.146 đô la Mỹ rút ra từ máy ATM trên đảo Lanai, nơi chỉ có hai khách sạn hạng sang Four Seasons và hầu như chẳng còn gì khác. Nếu tiền lấy từ Lanai thì điều đó đáng lý là phải gây ra một cuộc điều tra. Theo lời của John Carver, chủ tịch của Hội Người Trả Thuế ở California, những người đang vất vả để giữ công ăn việc làm của chính mình hiện phải tài trợ các kỳ du lịch của kẻ khác, điều đó thật là quái dở. Một số gần 12 triệu Mỹ Kim được rút ra ở Las Vegas, có hơn 1 triệu được chi hay là rút ra từ các cửa hàng và sòng bài ở ngay hay là ở gần khu đường chính. Không có luật nào cấm người nhận welfare đi ra ngoài tiểu bang, miễn là họ có sự chấp thuận của nhân viên trách nhiệm cho phép vắng mặt khỏi chương trình huấn nghệ 32 tiếng một tuần. Thường thì giới trách không hỏi về điều này cho đến khi việc sử dụng thẻ cho thấy người đó ra khỏi tiểu bang hơn 30 ngày. Ở quận Los Angeles, các điều tra viên sẽ không tìm hiểu cho đến khi người nhận welfare đi quá 3 tháng. Lý do là vì không đủ nhân sự để đi điều tra tất cả mọi trường hợp. Ở quận Cam, một toán điều tra từng giúp tiểu bang tiết kiệm được hàng triệu đô la vào hồi năm ngoái, năm nay bị cắt ngân sách và giảm 15 nhân viên. Chính quyền tiết kiệm được là 900.000 Mỹ Kim nhưng lại để cho khoảng là 9,6 triệu mất đi vì các hành vi gian lận, theo một bản báo cáo tại buổi thẩm đoàn quận Cam vào hồi tháng 5. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.